Quý vị và các bạn đang theo dõi chương 65 của bộ tiểu thuyết Thất hiệp ngũ nghĩa trên kênh Cáo Vàng Media. Nội dung chương 65 có nhan đề. Trước sau rộng, Âu Dương Xuân đánh đạn xa, dưới cầu thấp, tưởng bình bắt hoa điệp. Chương trình được thực hiện bởi giọng đọc trí tuệ nhân tạo AI do công ty cổ phần trái thị vàng sản xuất. Mời quý khán thính giả lắng nghe. Đặng xa can hoa sung rằng, hiện đệ chớ làm như vậy trong thiên hạ thiếu chi người diện mạo giống nhau, sao chắc được người này đâm em. Hoa sung giận lắm song cực chẳng đã phải trở lại chỗ ngồi. Đặng xa sai gia đình đuổi tưởng bình ra. Tưởng bình nói, vô duyên thay, vô cớ mà bị đòn lại lấy đồ của tôi không trả. Gia đình hỏi, mi có đồ gì? Tưởng bình nói, cái trống và tấm chiêu bài của nhà chùa đó. Hoa sung nghe nạt rằng, đừng trả, thử coi nó làm sao. Đặng xa vừa cười vừa đứng dậy nói, lấy của nó làm chi trả cho rồi để nó đi đâu thì đi cho rảnh nói dứt tiếng bước đến sách tắm chiều bài ai dè nó nặng lắm đằng xa phát nghi liền dở lên coi kỹ thời thấy có một cây giáo liền rút ra xem và nói ráng a à a a giữ dữ rồi tên này lớn mật hoa xuân cũng đã thấy liền bước đến xem và nói đó tôi chẳng hề làm mà thật nó là đứa đâm tôi đây màu bắt nó lại khảo coi ai bảo nó đối địch với chúng tôi vậy Đặng xa liền sai gia đình bắt lại Lấy roi da ra đánh Tưởng bình ráng bậm môi chịu Trong mình làn dấu roi Hoa Xuân hỏi Sao mi chưa chịu khai Tưởng bình đáp Tiểu đạo vốn ở mênh mông Không am không tự Không quan không viện Nếu không vật giữ mình thời làm sao Giáo là vật phòng thân của tiểu đạo Sao thí chủ lại đánh người như vậy Đặng Sa nói nhỏ rằng À phải Lúc xưa lữ tổ hằng có bảo kiếm phòng thân này đạo nhân này vẫn du thiên hạ mặt nước cánh bèo Há không có vật để giữ mình sao Hoa Điệp nói Xin đại ca cứ để yên Để em khảo nói cho ra manh mối Nói đoạn sai gia đình đem ra ngoài Tự mình tới cầm roi đánh khảo Tưởng bình bây giờ không cãi cọ gì nữa Làm thinh mà chịu May sao có người lén mách với đặng xa rằng Đạo nhân bị đánh đã hết nói rồi Đặng xa nghe tin lấy làm sốn sang trong lòng Nghĩ rằng Hoa Xuân thật tính ngang quá không xét trước xem sau, đem một tên đạo nhân như vậy đánh cho đến chết, e không khỏi làm lụy tới ta. Nghĩ đoạn liền bước ra trước thấy hoa sung đánh đạo nhân đã bầm mình, không còn một miếng da nào là không làng roi, bèn cười gằn và nói, ở hiện đệ, bữa nay là ngày sinh của liệt huynh, hiện đệ làm như vậy, há chẳng buồn tẻ bữa rượu của chúng ta sao? Hoa sung nghe lời ấy liền buông roi và nói với đặng xa rằng, vì cơn nóng giận em quên cả việc phải trái, khiến tiệc sinh nhật giảm bớt vẻ vui, em cam chịu lỗi. Nói đoạn đi vào trong, căn dặn gia đình canh giữ nghiêm ngặt. Bọn gia đình có đứa thấy Hoa Điệp làm chuyện ầm ý như vậy thời phiền lòng, vì không phải chủ mình mà tới sai cắt cho thêm mệt nhọc, cũng có đứa thương hại cho đạo sĩ vô cớ mà bị đòn oan, liền kiếm rượu hâm nóng cho tưởng bình uống, cho bớt đau đớn. Đến lúc trời tối, mấy đứa gia đình canh giữ tưởng bình đã đói bụng, nhưng chưa thấy tốt khác đến thế. Thời thì thầm nói với nhau rằng, ông đạo ấy bị đánh gần chết đứng dậy không đổi thời, làm sao trốn được. Vậy chúng ta cứ để đây, đi ăn cơm. Nói rồi khép cửa lại, cùng nhau đi ra nhà sau. Ai về Âu Dương Xuân và Hàng Chương ở lại miếu, theo lời tưởng bình dặn, nên tối chưa thấy về bèn đi vào đặng gia bao. Bác Hiệp đi tới phòng nhốt tưởng bình, nghe gia đình kêu đói, rồi một lát bỏ đi ra sau, liền lén mở cửa bước vào mở trói cho tưởng bình, cổng ra vườn hoa thấy có một dàn nho liền để tưởng bình nằm trên ấy. Bác Hiệp giấu tưởng bình xong, liền rút bảo đao cầm tay trở lại thính đường. Lúc này hai tên gia đình giữ tưởng bình khi nãy đã ăn cơm xong, trở lại thấy mất đạo nhân, liền chạy báo cho đặng Sa và hoa điệp. Đặng Sa liền xách cung, hoa điệp cầm gươm bén đi ra. Vừa ra khỏi nhà khác gặp luôn bác Hiệp đi tới. Đặng Sa liền dơ cung lắp đạn bắn một phát, bác Hiệp nghe đạn đi gần tới hô đau đỡ vẹt ra, cua một tiếng đạn rơi xuống đất. Đặng xa bắn luôn ước chục phát, cũng không trúng được. Hoa sung liền nhảy tới tiếp, ai dè vừa bước tới nghe sau lưng có hơi gió, lật đật ngoái đầu dòm lại thời thấy có người hô đao tới chém mình. Người ấy là Hàng Chương, Hàng Chương sức rất, rất mạnh, nên Hoa sung không thể đối địch nổi, vừa đánh vài hiệp thời gươm của Hoa sung bị Hàng Chương khắc gãy. Hoa sung thất kinh, nhảy lùi ra vườn hoa kiếm chỗ trốn lẫn quẩn thế nào lại chui phốc dưới dàn nho ngay chỗ tưởng bình nằm ẩn mình nơi ấy bây giờ tay chân tưởng bình hết đau nhất thấy có người núp dưới chỗ mình nằm liền chăm chăm xem kỹ thấy mái tóc người ấy có vật gì chớp nhăn chắc là hoa điệp song trong tay không có một tấc sắt tính một hồi liền nghĩ ra một kế bèn nhắm ngay mình hoa điệp nhảy đại xuống ôm riết vào đầu cắn bám vào tay hoa điệp kinh hãi thoát chạy lại chân tường vừa gặp hàng chân rượt chém một đao Hoa điệp né khỏi nhảy ra mé ngoài, thấy thấy một người cầm cây nhảy tới đập túi bụi tưng bừng. Người ấy là Long Đào, đón đó đã lâu lắm. Hoa Xuân thấy thế đã nguy liền quay đầu chạy qua hướng Tây, bị hàng chương đón lại, liền quay ra mé cầu, vừa tới gặp Tưởng Bình ở đó. Tưởng Bình thấy Hoa Điệp chạy tới liền ôm xô sô xuống sông nhận cho uống nước một hồi. Bất tỉnh nhân sự. Hàng chương thấy bắt Hoa Xuân rồi, liền báo Tưởng Bình và Long Đào ở đó chờ, còn mình vào trong giúp sức với Âu Dương Xuân. Nói về Đặng xa đánh với bác Hiệp, bắn hết 33 viên đạn tổ rồi mà không hề trúng được, thời kinh hải hồn siêu phách lạc, kế thấy hàng chương tới tiếp bèn nhảy lên nhà trốn mát. Bác Hiệp nghe hàng chương nói đã bắt được hoa sung rồi, nên không cho đuổi theo nữa. Lúc ấy Long đào, tưởng bình, vùng thất đã đem hoa sung vào nhà khách, rồi chia nhau đi lục soát trong nhà không thấy ai cả. Vợ con và gia đình của đặng xa đã trốn hết rồi liền lấy y phục của âu dương xuân cho tưởng bình thay tưởng bình lại lấy thái độ quân tử coi kẻ thù như bầu bạn nên cũng thay y phục cho hoa điệp kẻo để ước lạnh tội nghiệp lại còn đi rót rượu cho hoa điệp uống cho tỉnh khi hoa điệp tỉnh rồi tưởng bình bèn chỉ âu dương xuân hàn chương lông đào nói cho biết tên họ mỗi người và tiếp rằng vì mi không giữ đạo đức làm nhơ nhút đàn bà con gái giết hại người lành chúng ta vì nghĩa hiệp tới đây bắt mi để đem ra huyện đối với án giết tuần canh tại nhà quan họ câu, rồi giải về phủ khai phong định án. Hoa Điệp nghe nói cúi đầu làm thinh. Mấy vị anh hùng cực nhọc suốt đêm nên bụng đã đói, thấy trên bàn rượu thịt đầy dãy bèn cùng nhau ăn uống. Ăn xong trời đã rạng sáng, bèn sai phùng thất đi báo cho quan huyện, còn bác hiệp thời cáo từ trở về thôn Mạc Hoa, hầu tới mùa đông dự hôn lễ của đinh tiểu thư thành thân với Nam Hiệp. Bác Hiệp đi rồi, bọn sai dịch của quan huyện cũng vừa tới. Hàng Chương và Tưởng Bình cũng hiệp sức áp giải hoa Xuân đến nhà. Sau đó đặng xa chờ cho các việc êm lặng, len lén về nhà, nghe tin hoa Xuân bị bắt thời sợ vạ lây tới mình. Bèn gom góp của cải bỏ nhà đi qua thôn Bá Vương.